Thưa quý vị, mỗi năm vào hè, cây hoa giấy nằm trên đèo Đờ Ran, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại trổ bông rực rỡ, tỏa sắc hồng tím khắp cả một khoảng trời, khiến nơi đây trở thành điểm check-in, thu hút nhiều du khách lui tới chiêm ngưỡng, chụp hình sống ảo. Cây hoa giấy này do gia đình chị Bùi Hiền trồng cách đây 35 năm. Thời điểm đó, gia chủ cũng xây dựng căn nhà gỗ phía sau, tại khung cảnh nhà vườn đẹp mắt, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đi ngang qua. Theo người dân và các nhiếp ảnh gia địa phương, ở Đà Lạt có nhiều cây hoa giấy, song cây hoa giấy trên đèo Đờ Ran được đánh giá là đẹp nhất. Cây thuộc giống thân gỗ, khác các loại hoa giấy dây leo hay thường được trồng ven bờ rào, bám khung cửa. Gốc cây to, chắc khỏe, tán lá rộng, vươn ra đường, tỏa bóng râm mát khắp cả khoảng sân rộng trong những ngày hè nắng nóng. Trời càng nắng, hoa càng đẹp, nên hè là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất. Cũng chính vì vậy mà dù không phải là một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, song vẻ đẹp của cây hoa giấy vẫn luôn được du khách săn đón.